người giàu. Dầu đó dầu Hàn Quốc với dầu mình có chiết ra không hay là mình để nguyên chậu gì mình trồng thôi? À chưa chiết. À. Về nó trồng xuống đất đó. Bây giờ đang làm chỗ này rất là tốt nè ha. Cái động lên gì lắm luôn á. Cái đó là châu Hàn đó. Châu Hàn Quốc chứ châu Hà nè. À châu Hàn Quốc. Ờ cha. Nè chứ cái này nó phải lên cây cỏ nữa. Đấy. Ừ, phải mãi cây cỏ luôn. Cái này cắm xuống rồi. Là mình chiết ngay cái ngó đó, mình ra mình trồng đó ha. Cái ngó này là chỉ cho nó xuống đất luôn nè, vậy khỏi chiết ra. Nếu mình có đất ở dưới mình để nó xuống đất luôn là nó sống được một cây nữa này nè. À. Nghe các bạn đây. Đó, cũng dễ mà ha. Các bạn lấy ngó về sẽ trồng ra được ha. À, được cây nữa. Rồi đây là cái dâu do Hàn Quốc. Đậu xe con coi đi. Rồi, một giống của Hàn Quốc. Một giống của Hàn Quốc. Hàn Quốc cái giống Hàn Quốc nhiêu như chị thấy nhiêu chậu vậy? À. Mới về Hàn Quốc mới về. Còn dâu Hàn Quốc 100.000. Bây giờ luôn. Hai cái bên kia là Nhật. Nếu mà anh chậu. Bạch tiết đi. Bạch tiết trái bự lắm nha, về ba tay luôn. Bạch tiết mà dâu 100.000 em không, anh chồng này lấy. Tao lấy thử rồi chứ. Bây giờ có lấy chậu này không? Cái này là dâu New Zealand. Ủa có trái này. Rồi, khách mua mà khách chồng là tốt nè, bây giờ quay lại mua tiếp. Ồ, niềm đam mê dâu cũng dữ nha. Ở này tốt nè, này là nó tới 1, 2, 3 cây. Mấy cái đó là khoảng 30 cây thôi. Dâu này dâu niêu đó chị Mỹ. Này dâu niêu nè. Dạ, dâu đó là dâu niêu. Dâu niêu thì đặc điểm của nó là trái tròn. Trái tròn hả? Tròn. Trái nó dài dài nè, chứ nó không có tròn như cái kia. Nó dài nhưng mà ăn nó có vị giòn giòn đúng không? Nhưng mà nó không có chua. Cho đi này chậu nhiêu chị thấy? 90. Nêu nêu này chậu 90. Kìa bên đó kìa quá trời luôn, nó cũng nhiều nè. Chung á hả?
này mình trồng có khoảng bao lâu là nó xuống trái hả? Kìa chị tốt quá trời luôn, cái đó là gì chị? Là nhiều giống dâu. Dạ, sa chi là đây, sa chi là mấy cây nhỏ nhỏ này nè. Nè. Cái này của Nhật nhìn cái trái dâu là cái gì? Sa chi nó có ngọt. Sa chi. Ngọt chị. Nó ngọt anh. Sa chi giống giá cây vậy. À 85 nhưng mà giờ là 80 đó. 80 nha bạn. Dâu sa chi là 80 nha. Là 80 phải không? Dạ. Dâu sa chi này là 80 nè. Tùy loại. Tùy loại đang lộn xộn. Cái này với cái đó kìa. Tại nhìn đã nhìn cây là biết à, cái chậu đất trắng vậy nè. Sa chi Nhật. Cái này đẹp quá nha. Cái này là ra hàng tép. Cái này nó bắt đầu nó thấy giống như bông nhóc chậu. Nó ra tép luôn. Cái chậu nó tốt quá. Chậu nào cũng tốt hết trơn. Cái giống miêu này nó dễ trồng. Cái giống miêu này là cực kỳ dễ trồng. Chậu nào cũng tốt hết trơn. Bông quá trời. Quá trời luôn. Đẹp quá luôn ơi.
con gà đẹp sợi. Em bị thích cái dâu Hà Lan đúng không? Màu hồng đó chị. Đó là dâu Hà Lan. Đó là dâu Hà Lan không đó chị? Cái hoa nào mà hồng là dâu Hà Lan. Ồ, gái phơn mà. Đây là giống dâu Hà Lan. Dâu Hà Lan này là trồng sao chị? Nó cũng đơn giản lắm. Mình không có quen thì mình chỉ tưới nước bình thường đi. Ờ. Cái này một chậu nhiêu chị? Dạ, trăm. Trăm luôn hả mọi người? Mấy chồng ở miền nó đỏ. Em trồng hết một đợt rồi đó, em bán hết một đợt rồi đó mà trái cực kỳ thơm luôn, thơm lắm. Thơm mà nó ngọt. Quá trời dâu rồi, thích quá. Rồi, ngoài ra là có ớt này. Rồi trồng rồi về có trái ăn ấy ngon lắm, giờ lại mua tiếp đó. Rồi khách chia sẻ trồng ra rất là nhiều trái luôn và dễ trồng nữa.
trai đây, gái mình nó cũng thích dâu lắm nè. Nè, hai chào các bạn đi, đi mua dâu với mình đi nè. Ơi nha, chào các bạn, đi mua dâu với ăn đi. Đó, ừ nè, nhìn lên coi, nhìn nè nè. Đúng. Rồi đi vô đi. Vô đi con. Vô. Rồi bên đây nè, rất là nhiều luôn nè. Ớt gì ta? Mình trái đẹp ha. Ôi mà màu đỏ này mà đi xay lên kho thịt chắc đẹp lắm nha. Đúng rồi. Là nó xảy lên đó, em có kho thịt mà nó ngọt ra. Xay lên nhìn kho nó đẹp sao?